Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 12 diễn ra Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015 do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex tổ chức. Tham gia hội chợ có 400 gian hàng của 250 doanh nghiệp dệt may, da giày, kim hoàn, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các tỉnh thành trên cả nước. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội chợ thời trang lần thứ 19 này là hội chợ chuyên ngành có quy mô lớn nhất toàn quốc với diện tích trên 6.000 m2. Các doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu những dòng sản phẩm mẫu thiết kế mới nhất từ các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thời trang Việt Nam như Nhà Bè, Việt Tiến, Hanoximex, Đức Giang, May 10, Việt Thắng, v.v. Ngoài ra, tại hội chợ, một số nhà thiết kế thời trang trẻ và sinh viên đến từ khoa thiết kế thời trang của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội cũng tham gia giới thiệu các bộ sưu tập mới, ý tưởng độc đáo và sáng tạo. Cùng với đó sẽ có một hội chợ ảo trên mạng để các doanh nghiệp đăng tải các sản phẩm mới. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại ngày hội của ngành thời trang Việt Nam, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển ngành thời trang Việt Nam mà còn là cơ hội quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp tới công chúng những dòng sản phẩm mới.